Thưa quý vị, sáng nay vào ngày 9 tháng 4, Thủ tướng Chính phủ, trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 và Minh Chính chủ trì phiên họp thứ 14 về công tác phòng chống dịch COVID-19. Phiên họp được tổ chức trực tuyến với 63 tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương. Dự tại điểm cầu tỉnh Long An có Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nguyễn Trang Đường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Úc. Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo, đến nay cả nước ghi nhận hơn 10 triệu ca mắc COVID-19, trong đó gần 8,5 triệu người đã khỏi bệnh. Trong tuần qua, số mắc trong cộng đồng giảm 36%, số tử vong giảm 26%. Trong 3 tuần qua, số ca nhiễm, ca nặng và tử vong tại các tỉnh, thành phố có xu hướng giảm từng ngày. Đến ngày 6 tháng 4 năm 2022, Việt Nam đã tiếp nhận hơn 230 triệu liều vaccine phòng COVID-19. Với số vaccine này, Việt Nam có thể tiêm chủng cho người từ 12 tuổi trở lên đủ mũi 1, mũi 2 và mở rộng đối tượng để tiêm cho trẻ em và tiêm liều bổ sung, mũi 3 cho đối tượng từ 18 tuổi trở lên. Cả nước đã triển khai tiêm được hơn 207 triệu liều, trong đó số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là hơn 190 triệu liều, tỷ lệ bao phủ mũi 1 mũi 2 cho nhóm tuổi này lần lượt là 100%, 99,8%. Tuy dịch Covid-19 được kiểm soát nhưng vẫn còn gặp nhiều khó khăn thử thách trong thời gian tới. Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ ngành địa phương tiếp tục tổ chức triển khai hiệu quả Nghị quyết số 38 ngày 17 tháng 3 năm 2022 của Chính phủ về ban hành chương trình phòng chống dịch Covid-19, đẩy mạnh tuyên truyền hướng dẫn tư vấn sử dụng thuốc điều trị Covid-19, chuẩn bị sẵn sàng các nguồn lực để tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ từ năm đến dưới 12 tuổi ngay sau khi được cung ứng vaccine, nỗ lực hoàn thành tiêm cho đối tượng này trong quý 2 năm 2022. Đồng thời, Thủ tướng cũng yêu cầu tuyệt đối không được lơ là chủ quan, mất cảnh giác với những diễn biến mới của dịch bệnh, đặc biệt là các chủng mới có khả năng lây lan nhanh, tiếp tục bám sát tình hình, dự báo, chuẩn bị sẵn sàng các kịch bản, biện pháp nếu có tình huống xảy ra thì không bị động bất ngờ.